Bên cạnh việc kiểm tra giám sát thường xuyên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đồng Bẩm đã thực hiện 9 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề với 14 trên 14 chi bộ trực thuộc và 38 lượt đảng viên về công tác phát triển đảng viên, kê khai tài sản thu nhập, quản lý đảng phí, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng, việc tổ chức và thực hiện quy chế làm việc của chi bộ. Đặc biệt, bám sát đặc thù của địa phương để tăng cường kiểm tra giám sát với những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Đối với lại đơn vị phường Đồng Bẩm, là đơn vị đang triển khai rất nhiều các dự án và công trình trọng điểm, cho nên là hàng tuần thì thường trực đảng ủy yêu cầu lãnh đạo ủy ban phường và cán bộ chuyên môn phải báo cáo trong cái công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn, vì đây là một cái vấn đề mà dễ phát sinh cái sai phạm. Cùng với kiểm tra giám sát thường xuyên, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động lên tư tưởng, lối sống của cán bộ đảng viên, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm được các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đặc biệt chú trọng. Tại chi bộ xóm Hóc, xã Huống Thượng, năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm với một đảng viên của chi bộ do vi phạm tệ nạn xã hội, qua đó kịp thời chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong tổ chức đảng ở cơ sở. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong đoàn kiểm tra của Ủy ban Đảng ủy và quán triệt các đảng viên trong chi bộ khách quan, trung thực trong cung cấp thông tin với phương châm xử lý đúng theo quy định và không bao che. Các đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ thì có trách nhiệm là tham dự các cái hội nghị sinh hoạt ở dưới chi bộ. Ngoài cái việc nắm bắt các cái thông tin từ chi bộ thì nắm bắt dư luận liên quan đến vấn đề việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên. Đấy, và từ đầu nhiệm kỳ đến nay thì đảng ủy cũng đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra đảng ủy thực hiện được 4 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên, thì trong đó đã xử lý kỷ luật 2 đảng viên. Xác định công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Điều 30, Điều 32, Điều lệ đảng. Kết quả sau nửa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra trực tiếp tại 97 trên 100 tổ chức đảng, thực hiện 22 cuộc kiểm tra, 16 cuộc giám sát chuyên đề đối với gần 300 lượt tổ chức đảng và trên 670 đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã thực hiện kiểm tra giám sát gần 1.580 lượt tổ chức đảng và trên 1.930 lượt đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 74 đảng viên. Các cấp ủy trong toàn đảng bộ sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ và nâng cao cái chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra, giám sát. Trong đó thì chú trọng phát hiện sớm để phòng ngừa và ngăn chặn, khắc phục các cái vi phạm, khuyết điểm. Không để những cái vi phạm nhỏ tích tụ thành các cái sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Và khi phát hiện các cái vi phạm, cương quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh để kịp thời răn đe và có cái tính giáo dục trong toàn đảng bộ. Công tác kiểm tra của đảng, lấy chống để xây, lấy phòng ngừa giáo dục làm chính và nói một cách so sánh là trị bệnh cứu người. Những kết quả đáng ghi nhận trong nửa nhiệm kỳ qua sẽ là nền tảng để cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên phát huy hơn nữa vai trò quan trọng của mình trong xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.